Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, sáng nay có 8.210 trên 8.249 thí sinh dự thi môn ngữ văn, đạt tỷ lệ 99,53%, có 39 thí sinh vắng thi. Thời gian làm bài môn ngữ văn là 120 phút. Đây là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Buổi chiều có 8.160 trên 8.192 thí sinh thi môn toán, đạt tỷ lệ 99,61%, có 32 thí sinh vắng thi. Môn toán tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút. Hầu hết các em đều có tâm lý khá thoải mái, tự tin bước vào kỳ thi. Đánh giá về đề thi môn ngữ văn và môn toán, phần lớn thí sinh cho biết đề thi vừa sức, sát với chương trình ôn tập và đáp ứng được yêu cầu đánh giá năng lực. Đề văn năm nay là khá là ổn, không có khó lắm so với những năm trước. Và nó nằm trong cái đề ôn tập của bọn cháu, cho nên là cháu nghĩ là làm bài khá ổn. Về an toàn năm nay đề thi nó không quá khó so với mọi năm, nhưng mà giai đoạn về sau là càng lúc càng khó hơn. Và nó khiến em phải có một sự suy nghĩ, phải cẩn thận hơn trong bài thi của mình. Nếu được tối đa thì em nghĩ là chỉ được 9 thôi. Còn trong dự tính của em thì em nghĩ là 8 điểm là đã là một sự lựa chọn khá là vui vẻ của mình rồi. Trong ngày thi đầu tiên, không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Ngày mai, các thí sinh sẽ tiếp tục thi môn ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học hoặc một bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Thông tin về kỳ thi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin thời sự tiếp theo.